Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo thông tư quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh, Bắc Ireland, UKVFTA. Theo dự thảo, hàng hóa có xuất xứ Việt Nam nhập khẩu vào Vương quốc Anh được hưởng ưu đãi thuế quan theo UKVFTA khi có một trong những chứng từ chứng nhận xuất xứ sau: CO được phát hành theo quy định tại Điều 4 và Điều 20 đến Điều 23 thông tư này, chứng từ tự chứng nhận xuất xứ theo quy định tại Điều 25 thông tư này phát hành bởi nhà xuất khẩu có lô hàng trị giá không quá 6.000 euro, chứng từ chứng nhận xuất xứ phát hành bởi nhà xuất khẩu đủ điều kiện hoặc nhà xuất khẩu đăng ký tại cơ sở dữ liệu phù hợp theo quy định của Bộ Công Thương.